Chào mừng quý khách đến với video Liên bang hứa kéo dài chương trình trợ cấp khẩn cấp CERB. Thủ tướng Justin Trudeau loan báo hôm 15 tháng 6, chính phủ liên bang sẽ kéo dài chương trình trợ cấp ứng phó khẩn cấp CERB với các chi tiết cụ thể sẽ được công bố trong những ngày sắp tới. CERB sẽ hết cho những người đã hưởng trợ cấp này kể từ khi chương trình được triển khai hồi tháng 4 vào lúc đầu của đại dịch COVID-19. Người đủ tiêu chuẩn chỉ có thể hưởng trợ cấp trong 16 tuần chia ra làm 4 kỳ, mỗi kỳ 4 tuần. Và kỳ đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp thứ 4 sẽ kết thúc vào đầu tháng 7 này. Chúng tôi đang chuẩn bị một giải pháp để kéo dài trợ cấp này cho những người chưa thể đi làm trở lại. Thủ tướng Trudeau nói, chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết vào tuần này. Nhưng hôm nay tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp quý vị và gia đình của quý vị. Trong khi hơn 8 triệu người Canada đã nộp đơn xin hưởng trợ cấp khẩn cấp trong giai đoạn kinh tế đình trệ này. Tỷ lệ tham gia chương trình trợ cấp trả lương, nhà nước cấp tiền cho hãng sở để tiếp tục thuê nhân viên thấp hơn nhiều. Chính phủ đã giảm dự toán ngân sách cho chương trình trợ cấp trả lương CEWS trong giai đoạn 12 tuần, từ tháng 4 cho đến tháng 6, từ 73 tỷ đô la xuống còn 45 tỷ đô la. Tính đến ngày 8 tháng 6, chương trình này chỉ trợ cấp trả lương 10.5 tỷ đô la. Thủ tướng Trudeau nói, tôi nói cùng với các hãng sở cùng trợ cấp trả lương, loại trợ cấp này dùng cho quý vị và nhân viên. Thủ lãnh đảng NDP đã xem xét việc kéo dài chương trình CERB là một điều kiện để đảng NDP ủng hộ một luật tài khoá quan trọng sẽ được đệ trình tại Hạ viện trong tuần này. Chính phủ sẽ đệ trình các ước tính bổ sung vào thứ Tư 17 tháng 6 và Quốc hội phải thông qua dự luật này để chính phủ được quyền chi tiêu cho các chương trình và dịch vụ công. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà, kinh đồ, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.